Xin chào mừng các bạn đến với kênh Lãng Tử Không Hai của mình. Trong mùa dịch này xin chúc các bạn được nhiều sức khỏe và vượt qua cái cơn dịch bệnh này. Và trong video clip ngày hôm nay mình sẽ nói đến chủ đề là cái vây grow và có 4 nội dung như sau. Một là tại sao gọi nó là vây grow. Thứ hai là nguồn gốc xuất xứ để mà làm ra vây grow. Thứ ba mình nói các loại cá có vây rô cho đến hiện tại bây giờ. Và cái thứ tư thì mình sẽ nói đến tận dụng những cái vây rô này thì các bạn sẽ có thể lai tạo nên những cái dòng cá nào mà nó đẹp. Bây giờ mời các bạn xem clip. Như trước đây mình có làm một cái video clip mà nói về các kiểu vây cá 7 màu như HTD, HD nè. Trong này cũng có nói về vây rô sơ hoặc là tạo vây lưng khủng. Và trong clip này mình nói chuyên về vây rô thôi. Thì các bạn hình dung vây rô nó cũng giống như là một cái quạt nó xòe ra. Chữ rô nó cũng có nghĩa là hoa hồng. Nhưng cái khi mà cái vây nó xòe ra mà nó dư những cái nang quạt, các bạn nhìn ở đây các bạn sẽ thấy những cái xương. Cái vây con cá này nó cũng giống như những cái xương quạt và nó rất là nhiều nang quạt. Và khi mà nó mở ra mà mở không hết, nó được xếp lại như vậy thì các bạn sẽ thấy nó giống như là một cái cánh hoa hồng vậy đó. Nên người ta đặt nó là vây rô. Và đặc biệt cái vây rô này thì những cái xương này nó khá bằng nhau, giống như là một cái nang quạt vậy. Thì các bạn có hình dung vây rô giống như là một cái nang quạt, nó mở ra không hết và cái góc của nó cũng rất là rộng nha. Có những cái vây nó lên tới cả 180 độ rồi. Giống như con cá này các bạn thấy, nếu mà nó bung ra hết thì cái vây này mình nghĩ chắc có khả năng là nó hơn 180 độ luôn các bạn. Về nguồn gốc lai tạo thì theo kinh nghiệm chủ quan trong quá trình hơn 10 năm mình chơi cá thì mình đưa ra cái quan điểm của mình thôi. Còn các bạn nào có cái gì hay hơn thì các bạn hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết. Đó là khi mà một cái dòng mosaic nó sẽ có nhiều xương vây và cái xương vây nó cũng giống như hình những cái cánh quạt đó các bạn. Và thường những dòng mosaic thì đuôi nó có đuôi half moon. Và cái vây lúc trước thì những dòng mosaic nó vây nó cũng những cái nang giống như cánh quạt, nhưng nó khoảng cỡ 90 độ hơn thôi. Và mình thấy rằng do người ta cải tạo trên thế giới là người ta sẽ dùng nhiều cái phép lai tạo. Và người ta sẽ dùng full red, người ta có thể là dùng full red người ta lai tạo vào, hoặc là người ta dùng HB red người ta lai tạo vào. Và mình nghĩ rằng khi mà người ta dùng cái con HB á, thì cái vây nó là một cái dòng mà overtail luôn, thậm chí là big tail overtail, và nó lai với cái dòng mà mosaic, nó sẽ lấp đi được cái hoa văn, nó lấp cái hoa văn của cái con mosaic. Và do đó ngày nay chúng ta sẽ thấy đầu tiên là những cái dòng rô nó xuất hiện nhiều nhất ở cái dòng là HB Red Rô. Như các bạn đọc cái tên đó là nó từ cái con HB và nó có Red là màu đỏ, Rô nữa. Thì cái HB Red Rô này các bạn nhìn thấy nó cũng là cái đuôi Half Moon. Và cái vây nó càng ngày nó càng to ra và cái đuôi nó cũng dúm lại, nhưng mà nó thường nó là Half Moon thôi các bạn. Nhưng cái con mà HB Retro á, khi mà người ta lai tạo nó từ cái Delta mà nó qua với Mosaic Half Moon á, thì cái đuôi nó không được to bằng cái đuôi con Mosaic giống như các bạn nhìn thấy ở đây. Và càng ngày á, cái vây nó, cái góc vây lúc trước nó chỉ có 90 độ thôi, nhưng càng về sau này nó càng lớn hơn, nó lên tới cả 120 độ luôn, thậm chí là hơn 180 độ luôn. Và nó dúm lại như vậy. Và người ta đặt cho nó một cái tên cũng khá là nghệ sĩ, đó là HB Retro. Và từ đó nó sẽ có cái hình thành vây rô như các bạn xem. Thường những dòng cá mà có đuôi Half Moon thì nó sẽ dễ làm hay là lai tạo ra có vây rô các bạn. Và ở Việt Nam cho tới hiện tại thì chúng ta sẽ thấy là có những cái dòng cá có vây và đuôi rô. Đầu tiên là HB Retro, rồi sau đó thì nó có Albino, nên chúng ta thấy là cái con Albino HB Retro.
Và tiếp tới là người ta cải tạo cái dòng Dumbo Red Tail nè, hay Dumbo Mosaic nè, thì chúng ta thấy nó cũng có dạng Dumbo Red Tail mà vây rô nè, rồi bây giờ nó cũng có rồng, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều rồng nha, rồng xanh nè, nhất là rồng đỏ thì vây nó bắt đầu vây rô, các bạn sẽ thấy vây nó khá là đẹp. Hoặc là con mái trong trong cái clip này á, vây nó các bạn sẽ nhìn thấy cái xương vây nó nè, nó đã rất là đẹp. Và hoặc là rồng xanh mà vây rô luôn các bạn. Và kinh nghiệm là các bạn khi đi lựa cá mà có đẹp á, thì các bạn phải lựa những con mái. Tại vì cho dù các bạn lựa con trống đẹp nhưng người ta bán con các bạn con mái không đúng thì các bạn về các bạn cũng sẽ không ra một cái dòng rô đẹp. Nên các bạn hãy chọn con mái mà vây nó được rô nhiều đó các bạn. Rô nhiều ở đây có nghĩa là cái xương vây nó sẽ dúm nhiều. Các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn nhìn trên cái khung vây của nó thì các bạn sẽ cảm giác được là nó có nhiều xương vây và nó dúm lại, thì nó sẽ cho ra cái đời con nó đẹp. Ở trong video clip này là một số hình ảnh cá khá đẹp, và trong quá trình chơi thì mình biết được bạn Việt Võ Đồng Tháp có Facebook đây các bạn, là có nguồn cá về nhiều dòng rô khá là đẹp. Và ngoài ra cũng còn có một cái bạn tên là Mến Phạm, có kênh YouTube là Mén TV, cũng có dòng HB Red Rô cũng khá đẹp các bạn. Thì những anh em nào mà thấy cần nhu cầu về cá rô đẹp thì các bạn liên hệ hai Facebook đó. Và từ cái dòng mà Red Rô này các bạn, cái kiểu hình vây rô và đuôi rô này, nếu mà các bạn chơi các bản màu các bạn sáng tạo thì các bạn có thể là cải tạo và lai tạo cho mình được những cái dòng cá đẹp. Ví dụ như các bạn có thể dùng cái con Albino Red Rô này, các bạn lai với lại con trống khoi, và sau hai đời thì các bạn sẽ cho ra một cái dòng là Albino Koi Red Rô nha các bạn. Hoặc là ở thị trường hiện đại nó có một cái dòng gọi là mình nghe nói là Cowlie Fin hay Cowlie gì đó các bạn. Thì theo quan điểm của mình á, các bạn dùng cái con trống đó các bạn lai với lại con mái Koi. Và những cái con koi mà cái đuôi mà nó nhỏ đó, nhưng mà nó lại sinh ra cái vây rô to này á, thì nó tạo thành cái dòng mà khâu ly gì đó. Hoặc là một cách khác là các bạn dùng cái con mái Albino Red Rô đó các bạn. Các bạn like với lại con trống rồng, thì thứ nhất là mình cải tạo được cái con rồng nó ra vây rô nè. Cái đời F1, F2 có thể là nó ra mắt đen không các bạn, thì các bạn sẽ có một cái dòng là rồng mà vây với đuôi là rô. Nhưng khi mà cái đời F3 đó, nó sẽ cận huyết và nó ảnh hưởng cái con Albino Red Rô đó, thì mình nghĩ các bạn sẽ được cái con Albino rồng rô nha các bạn. Và một cái cách nữa là các bạn dùng cái con trống Red Rô này, các bạn lai với lại mái rồng xanh, thì các bạn cũng cải tạo được cái dòng rồng xanh nó có vây và đuôi theo cái kiểu hình rô. Hoặc một cách khác là các bạn có thể dùng cái con trống Red Rô này, các bạn lai với lại con mái HB Blue đó các bạn. Và các bạn cải tạo, hoặc là các bạn dùng HP Blue, con trống HP Blue với lại con mái Albino Red Rô, thì các bạn cũng có thể tạo ra và cải tạo cho được ra cái dòng là HP Blue Rô nha các bạn. Hoặc là người ta đang dùng, người ta cải tạo cho cái con là Dumbo Red Tail. Các bạn cũng có thể là dùng cái con trống Red Rô, các bạn like với lại con mái Dumbo Red Tail, thì nó sẽ cho các bạn ra một cái dòng gọi là cái dòng
Dumbo Red Tail mà nó cải tạo lên được cái vây rô đẹp, cho thấy là từ cái con retro này các bạn có thể là cải tạo cho mình nhiều cái dòng để mà vây đẹp nha các bạn. Và cái clip của mình tới đây là hết. Mình chúc các bạn like tạo thành công nha, và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.